Thi Thiên 119 từ câu 1 đến câu 88. Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va. Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài và hết lòng tìm kiếm Ngài. Họ không làm điều gian ác nhưng đi trong đường lối Ngài. Chúa đã truyền cho chúng con các kỷ cương của Chúa để chúng con cẩn thận giữ lấy. Ôi ước gì đường lối con được vững chắc, để con tuân giữ các luật lệ Chúa. Khi con chú tâm vào các điều răn Chúa thì con chẳng bị hổ thẹn. Khi con học các phán quyết công chính của Chúa thì con ca ngợi Chúa với lòng ngay thật. Con sẽ tuân giữ các luật lệ Chúa, xin đừng bao giờ từ bỏ con. Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận theo lời Chúa. Con hết lòng tìm kiếm Chúa, đừng để con lạc khỏi các điều răn Chúa. Con giấu lời Chúa trong lòng con, để con không phạm tội cùng Chúa. Lạy Đức Giê-hô-va, đáng chúc tụng Ngài, xin dạy con các luật lệ Ngài. Con lấy môi con thuật lại các phán quyết miệng Chúa truyền ra. Con vui thích con đường chứng ước của Chúa hơn vui hưởng vinh hoa phú quý. Con sẽ suy ngẫm kỹ cương Chúa, chú tâm vào đường lối của Ngài. Con ưa thích luật lệ Chúa, sẽ không quên lời của Ngài. Xin Chúa ban ân lành cho đầy tớ Chúa, để con được sống và vâng giữ lời Ngài. Xin Chúa mở mắt con, để con thấy sự diệu kỳ trong luật pháp của Chúa. Con là khách lạ trên đất, xin chớ giấu con các điều răn Chúa. Linh hồn con hằng khao khát mỏi mòn về các phán quyết của Chúa. Chúa quả trách kẻ kiêu ngạo là kẻ bị nguyền rủa, đi sai lạc khỏi các điều răn của Chúa. Xin lan khỏi con nỗi sỉ nhục và khinh bỉ, vì con vâng giữ các chứng ước Chúa. Dù các vua Chúa ngồi bàn mưu chống lại con, nhưng đầy tớ Chúa cứ suy ngẫm luật lệ Ngài. Các chứng ước Chúa là niềm vui thích của con, cũng là những cố vấn cho con. Linh hồn con dính vào bụi đất, xin khiến con sống lại theo lời Chúa. Con đã tỏ bày với Chúa đường lối con và Chúa đã đáp lời. Xin dạy con các luật lệ Ngài. Xin cho con hiểu được con đường kỷ cương của Chúa, thì con sẽ suy ngẫm các công việc kỳ diệu của Ngài. Linh hồn con ưu sầu tuôn tràn giọt lệ, xin khiến con mạnh mẽ nhờ lời của Chúa. Xin khiến con tránh xa con đường dối trá và làm ơn dạy con luật pháp của Ngài. Con đã chọn con đường chân thật, đặt phán quyết của Chúa trước mặt con. Đức Giê-hô-va ơi, con gắn bó với các chứng ước Chúa, xin đừng để con bị hổ thẹn. Khi Chúa mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường giới răn của Chúa. Lạy Đức Giê-hô-va, xin dạy con đường luật lệ của Chúa cho con, thì con sẽ tuân giữ cho đến cuối cùng. Xin Chúa ban cho con sự thông sáng, để con vâng giữ và hết lòng tuân theo luật pháp của Ngài. Xin khiến con đi trong con đường điều răn của Chúa, vì con yêu thích con đường ấy. Xin khiến lòng con hướng về chứng ước Chúa, chứ đừng hướng về lợi lộc bất chính. Xin đừng để mắt con hướng về những điều vô nghĩa, nhưng cho con sống theo đường lối Chúa. Xin Chúa khiến lời Chúa được ứng nghiệm cho đầy tớ Ngài, tức là người kính sợ Chúa. Xin cất khỏi con nỗi sỉ nhục mà con sợ hãi, vì phán quyết của Chúa thật tốt lành. Con mong ước các kỷ cương Chúa biết bao, xin khiến con được sống trong sự công chính của Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, nguyện sự nhân từ Ngài đến với con, tức là sự cứu rỗi của Ngài theo lời phán hứa của Ngài. Vậy con sẽ đối đáp với kẻ làm sỉ nhục con, vì con tin vào lời Chúa. Xin đừng cất khỏi miệng con lời của chân lý, vì con đặt niềm hy vọng nơi phán quyết của Chúa. Con sẽ luôn vâng giữ luật pháp Chúa cho đến đời đời vô cùng. Con sẽ bước đi cách ung dung, vì đã tìm kiếm kỷ cương của Chúa. Con sẽ rao truyền chứng ước Chúa trước các vua mà không hổ thẹn chút nào. Con vui thích các điều răn Chúa vì con yêu mến chúng. Con giơ tay lên hướng về điều răn Chúa mà con yêu mến và suy ngẫm các luật lệ Ngài. Xin Chúa nhớ lại lời Chúa đã phán với đầy tớ Chúa, vì nhờ lời ấy
Ngài khiến con hy vọng. Lời Chúa làm cho con được sống lại. Đó là nguồn an ủi con trong cơn hoạn nạn. Kẻ kiêu ngạo không tiếc lời chế nhạo con, nhưng con không xây bỏ luật pháp Chúa. Lạy Đức Giê-hô-va, con nhớ lại các phán quyết từ xưa của Ngài, nên con được an ủi. Con phẫn nộ, bất bình khi kẻ ác từ bỏ luật pháp Chúa. Các luật lệ Chúa là bài ca của con trong cuộc đời lữ khách. Lạy Đức Giê-hô-va, ban đêm con nhớ lại danh Ngài và vâng giữ luật pháp Ngài. Con được hưởng phước lành vì con vâng giữ các kỷ cương của Chúa. Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp của con. Con hứa sẽ vâng giữ lời Ngài. Con đã hết lòng cầu khẩn ân lành của Chúa. Xin thương xót con tùy theo lời Chúa. Khi con suy nghĩ về đường lối con, thì con quay bước trở về chứng ước của Chúa. Con nhanh chóng, không hề chậm trễ, mà vâng giữ các điều răn Chúa. Dây kẻ ác đã giăng bẫy hại con, nhưng con không quên luật pháp Chúa. Nửa đêm con thức dậy để cảm tạ Chúa vì các phán quyết công chính của Ngài. Con là bạn hữu của mọi người kính sợ Chúa và của những ai tuân theo các kỷ cương của Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, khắp đất đầy dẫy sự nhân từ Ngài. Xin dạy con các luật lệ Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã hậu đãi đầy tớ Ngài theo như lời Ngài. Xin dạy con tri thức và sự phán đoán đúng đắn vì con tin vào các điều răn Chúa. Trước khi bị hoạn nạn thì con lầm lạc, nhưng bây giờ con vâng giữ lời Chúa. Chúa là thiện và luôn ban ơn lành. Xin dạy con các luật lệ Ngài. Kẻ kiêu ngạo dùng lời dối trá bôi nhọ con, nhưng con sẽ hết lòng tuân giữ kỷ cương của Chúa. Lòng của chúng chai lì dày như mỡ, nhưng con yêu thích luật pháp của Chúa. Hoạn nạn là điều tốt cho con, nhờ đó con học biết luật lệ của Chúa. Luật pháp truyền phán từ miệng Chúa thật quý báu cho con hơn hàng nghìn đồng vàng và bạc. Bàn tay Chúa dựng nên con và nắng đúc hình con. Xin ban cho con sự khôn sáng để con học điều răn Ngài. Những người kính sợ Chúa sẽ vui mừng khi thấy con, vì con đặt hy vọng nơi lời Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, con biết rằng sự phán xét của Ngài là công chính, và bởi sự thành tín mà Ngài làm cho con bị khổ nạn. Nguyện sự nhân từ Chúa an ủi con, theo như lời Chúa đã hứa với đầy tớ Ngài. Nguyện lòng thương xót của Chúa đến với con để con được sống, vì con yêu thích luật pháp Ngài. Nguyện kẻ kiêu ngạo bị hổ thẹn, vì chúng dùng sự giả dối mà xuyên tạc con, nhưng con sẽ suy ngẫm kỷ cương của Chúa. Nguyện những kẻ kính sợ Chúa trở lại với con, thì họ sẽ hiểu biết chứng ước Ngài. Nguyện lòng con được trọn vẹn trong các luật lệ Chúa để con không bị hổ thẹn. Linh hồn con mòn mỏi vì mong ước sự cứu rỗi của Chúa. Con hy vọng nơi lời Ngài. Mắt con hao mòn vì mong ước lời Chúa. Con tự nhủ, đến bao giờ Ngài mới an ủi con? Vì con trở thành như bầu da bị khói bám đen, nhưng con không quên các luật lệ Chúa. Đề tớ Chúa phải chịu đựng cho đến bao giờ? Chừng nào Chúa mới trừng phạt những kẻ bắt bớ con? Kẻ kiêu ngạo đã đào hầm hại con là điều không theo luật pháp của Chúa. Các điều răn Chúa là thành tín. Xin Chúa giúp đỡ con vì người ta vu khống để bắt bớ con. Thiếu chút nữa chúng tiêu diệt con khỏi mặt đất, nhưng con không lìa bỏ kỷ cương của Chúa. Xin làm cho con được sống theo lòng nhân từ của Chúa, thì con sẽ tuân giữ chứng ước từ miệng Chúa. Giăng nhất chương 3. Hãy xem Đức Chúa Cha đã ban cho chúng ta tình yêu thương lớn dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con cái của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thật là con cái Ngài. Sở dĩ thế gian không biết chúng ta vì thế gian không biết Ngài. Thưa anh em yêu dấu, hiện bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn chúng ta sẽ như thế nào thì chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài vốn có vậy. Ai có niềm hy vọng như vậy nơi Ngài thì phải giữ mình thanh sạch như Ngài là thanh sạch.
Còn ai phạm tội là hành động trái luật pháp, vì tội lỗi là trái luật pháp. Nhưng anh em biết rằng Ngài đã hiện ra để cắt tội lỗi đi, trong Ngài không có tội lỗi nào cả. Ai ở trong Ngài thì không phạm tội, còn ai phạm tội thì không hề thấy hoặc biết Ngài. Hỡi các con bé nhỏ, đừng để ai lừa dối các con. Ai làm điều công chính là người công chính, như chính Ngài là đấng công chính. Ai phạm tội thì thuộc về ma quỷ, vì ma quỷ đã phạm tội từ lúc ban đầu. Sở dĩ con Đức Chúa Trời đã hiện ra là để hủy phá công việc của ma quỷ. Ai do Đức Chúa Trời sinh ra thì không phạm tội, vì hạt giống của Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Người ấy không thể cứ phạm tội, vì đã được Đức Chúa Trời sinh ra. Điều này cho biết ai là con cái Đức Chúa Trời và ai là con cái ma quỷ. Ai không làm điều công chính thì không thuộc về Đức Chúa Trời. Ai không yêu thương anh em mình cũng vậy. Sứ điệp mà các con đã nghe từ lúc ban đầu đó là chúng ta phải yêu thương nhau. Đừng như Cain là người thuộc về ma quỷ và đã giết em mình. Tại sao Cain giết em? Vì những việc làm của ông ấy là xấu xa, còn những việc của em ông là công chính. Thưa anh em, nếu thế gian ghét anh em thì đừng ngạc nhiên. Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết mà đến sự sống, vì chúng ta yêu thương anh em. Ai không yêu thương thì ở trong sự chết. Ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Và anh em biết rằng không một kẻ giết người nào có sự sống đời đời ở trong nó. Bởi điều này, chúng ta biết được tình yêu thương. Ấy là Ngài đã hy sinh mạng sống vì chúng ta. Vậy, chúng ta cũng phải hy sinh mạng sống vì anh em mình. Nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đang túng thiếu mà chẳng động lòng thương, thì làm thế nào tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong người ấy được? Hỡi các con bé nhỏ, chớ yêu thương bằng lời nói và miệng lưỡi, mà phải yêu bằng việc làm và sự chân thật. Bởi điều này, chúng ta biết mình thuộc về chân lý và được an tâm trước mặt Ngài mỗi khi lòng chúng ta lên án chúng ta, vì Đức Chúa Trời còn vĩ đại hơn lòng chúng ta và Ngài biết hết mọi sự. Thưa anh em yêu dấu, nếu lòng của chúng ta không lên án chúng ta thì chúng ta được vững tâm đến với Đức Chúa Trời, và bất cứ điều gì chúng ta xin đều nhận được, vì chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm điều đẹp lòng Ngài. Và đây là điều răn của Ngài: chúng ta phải tin danh con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ và yêu thương nhau như Ngài đã truyền dạy chúng ta. Ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở trong Ngài và Ngài ở trong người ấy. Chúng ta biết Ngài đang ở trong chúng ta là nhờ Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta. Ê-xê-chi-ên chương 43. Rồi người ấy dẫn tôi vào cổng, tức là cổng nhìn về phía đông. Tôi thấy vinh quang của Đức Chúa Trời của Israel từ phương đông đến. Tiếng Ngài giống như tiếng nước lớn, và đất sáng rực vì vinh quang Ngài. Khải tượng mà tôi thấy bấy giờ giống với khải tượng đã hiện ra cho tôi khi Ngài đến để hủy diệt thành này. Nó cũng giống với khải tượng mà tôi đã thấy bên bờ sông Kê-ba, và tôi sắp mặt xuống đất. Vinh quang của Đức Giê-va vào trong đền thờ qua cổng phía đông. Thần cất tôi lên và đem tôi vào nơi hành lang trong. Và kìa, vinh quang của Đức Giê-va đầy dãy đền thờ. Tôi nghe có ai nói với tôi từ bên trong đền thờ, và có một người đứng gần bên tôi. Người ấy nói với tôi: hỡi con người, đây là nơi đặt ngay ta, là nơi để bàn chân ta. Tại đây, ta sẽ ngự giữa con dân Israel đến đời đời. Từ nay về sau, nhà Israel gồm cả dân chúng và các vua của họ sẽ không làm ô uế danh thánh ta bởi sự tà dâm của họ và bởi những xác chết của các vua họ trên các nơi cao nữa. Khi họ đặt ngưỡng cửa của họ gần ngưỡng cửa ta và đặt trụ cửa của họ gần trụ cửa ta, đến nỗi giữa ta với họ chỉ cách nhau một bức tường mà thôi, thì họ đã làm ô uế danh thánh ta. Vì những việc làm ghê tởm của họ nên ta giận mà hủy diệt họ. Bây giờ
họ phải bỏ thói tà dâm và ném những xác chết của vua họ cách xa ta, thì ta sẽ ở giữa họ đời đời. Hỏi con người, hãy mô tả đền thờ cho nhà Israel để họ biết xấu hổ về tội lỗi mình. Hãy để họ đo theo kiểu mẫu này. Khi họ hổ thẹn về mọi điều đã làm, thì con hãy cho họ xem đồ án của đền thờ, sự sắp đặt, đường ra, lối vào, tất cả các đồ án, các quy định và tất cả luật lệ về nó. Hãy viết những điều ấy trước mắt họ để họ giữ lấy mọi đồ án lẫn luật lệ của nó để tuân theo. Đây là luật lệ về đền thờ. Tất cả khu vực chung quanh trên đỉnh núi là nơi rất thánh. Phải, đó là luật lệ về đền thờ vậy. Đây là kích thước của bàn thờ đo bằng amma. Mỗi amma này dài hơn amma thường một gang tay. Đáy của nó cao nửa mét và rộng nửa mét. Cái gờ viền quanh rãnh cao một gang tay. Đây là chiều cao bàn thờ. Từ đáy trên mặt đất cho đến cái rìa dưới là một mét, với cái gờ nửa mét. Từ rìa nhỏ đến rìa lớn là 2 mét, với cái gờ nửa mét. Lò bàn thờ cao 2 mét và từ lò bàn thờ nhô lên 4 cái sừng. Lò bàn thờ hình vuông, chiều dài 6 mét và chiều rộng 6 mét. Rìa phía trên cũng hình vuông, 7 mét chiều dài và 7 mét chiều rộng. Có một cái gờ chung quanh 2 tấc rưỡi và một cái máng nửa mét, còn những bậc cấp của nó xây về phía đông. Người ấy nói với tôi rằng, hỏi con người, Chúa Giê-va phán, đây là các luật lệ về bàn thờ khi nó được xây xong để dâng tế lễ thiêu và làm lễ rưới huyết trên nó. Chúa Giê-va phán, khi các thầy tế lễ, họ Lê-vi về dòng Sa-đốc đến gần ta để phục vụ ta, con hãy trao cho họ một con bò đực tơ để họ làm lễ chuộc tội. Con hãy lấy huyết nó bôi trên 4 sừng bàn thờ, 4 gốc của rìa và gờ chung quanh để làm sạch bàn thờ và làm lễ chuộc tội cho bàn thờ. Con hãy đem con bò đực dâng làm tế lễ chuộc tội và thiêu nó trong nơi định sẵn của đền thờ bên ngoài nơi thánh. Vào ngày thứ hai, con phải dâng một con dê đực không tỳ vết làm tế lễ chuộc tội và bàn thờ sẽ được thanh tẩy như đã dùng bò đực mà thanh tẩy vậy. Khi đã thanh tẩy bàn thờ xong, con phải dâng một con bò đực tơ không tỳ vết và một con chiên đực không tỳ vết bắt từ trong bầy ra. Con sẽ dâng chúng trước mặt Đức Giê-hô-va và các thầy tế lễ rắc muối lên và dâng làm tế lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va. Trong 7 ngày, mỗi ngày con phải cung cấp một con dê đực để làm tế lễ chuộc tội và dâng một con bò đực tơ, một con chiên đực không tỳ vết bắt ra từ trong bầy. Trong 7 ngày, họ phải làm lễ chuộc tội cho bàn thờ và phải thanh tẩy nó để biệt riêng nó ra thánh. Khi những ngày ấy qua rồi, từ ngày thứ 8 trở đi, các thầy tế lễ sẽ dâng tế lễ thiêu và tế lễ bình an của các ngươi trên bàn thờ ấy, và ta sẽ chấp nhận các ngươi, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Ê-xê-chi-ên chương 44. Người ấy đem tôi đến cổng ngoài của nơi thánh hướng về phía đông. Cổng ấy vẫn đóng. Đức Giê-hô-va phán với tôi, cổng này sẽ đóng luôn, không mở nữa. Chẳng ai được vào cổng này, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đã vào bằng cổng ấy. Vì thế, cổng ấy phải đóng lại. Chỉ có vua là người duy nhất có thể đến ngồi tại đó để ăn bánh trước mặt Đức Giê-hô-va. Vua sẽ đi vào bởi tiền sảnh của cổng và cũng đi ra bởi đường ấy. Rồi người ấy dẫn tôi đến trước đền thờ bằng cổng phía bắc. Tôi nhìn xem, này, vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dãy đền thờ Đức Giê-hô-va, và tôi sắp mặt xuống đất. Bây giờ Đức Giê-hô-va phán với tôi, hỡi con người, hãy chú tâm, lấy mắt nhìn kỹ và lắng tai nghe mọi điều ta sẽ phán với con liên quan đến mọi quy định và mọi luật lệ về đền thờ của Đức Giê-hô-va. Hãy chú tâm đến lối vào đền thờ và mọi lối ra khỏi nơi thánh. Con hãy nói với kẻ nổi loạn, tức là nhà Israel rằng, Chúa Giê-hô-va phán, hỡi nhà Israel, những điều ghê tởm của các ngươi đã quá đủ rồi. Các ngươi đã đem con cái dân ngoại là những kẻ không cắt bì trong lòng và trong xác thịt vào nơi thánh ta
để làm ô uế đền thờ ta khi các ngươi dâng bánh, mỡ và huyết cho ta. Như vậy, các ngươi đã phá bỏ giao ước ta bằng mọi điều ghê tởm của các ngươi. Chính các ngươi không giữ những vật thánh của ta, nhưng các ngươi đã lập kẻ khác coi giữ đền thánh ta thay cho các ngươi. Chúa Giê-hô-va phán: Chẳng có một người ngoại nào không cắt bì trong lòng và trong xác thịt mà được vào nơi thánh ta. Ngay cả một người ngoại quốc ở giữa con cái Israel cũng không được vào đó. Khi dân Israel lầm lạc, thì những người Lê-vi cũng đã xa cách ta, bỏ ta để phục vụ các thần tượng. Họ sẽ mang tội lỗi mình. Dù vậy, họ sẽ phục vụ trong nơi thánh ta, làm người giữ cửa đền thờ và phục vụ ta. Họ sẽ giết các sinh tế để làm tế lễ thiêu và các tế lễ khác cho dân chúng. Họ sẽ đứng trước mặt dân chúng để phục vụ, vì họ đã phục vụ dân chúng trước mặt những thần tượng mình và làm cho nhà Israel sa vào tội lỗi. Vì thế, ta đã giơ tay lên chống lại họ và họ sẽ mang tội lỗi mình. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Họ sẽ không đến gần ta để làm trọn các công việc của thầy tế lễ trước mặt ta, hoặc họ sẽ không đến gần vật thánh nào của ta hay vật rất thánh, nhưng sẽ mang lấy sự hổ thẹn và những điều ghê tởm mà mình đã phạm. Tuy nhiên, ta sẽ lập họ chịu trách nhiệm canh giữ đền thờ để làm trọn chức vụ và mọi công việc cần trong đó. Còn các thầy tế lễ họ Lê-vi, con cháu của Sa-đốc, vẫn coi giữ nơi thánh ta trong khi con cái Israel lầm lạc cách xa ta. Những người đó sẽ đến gần ta để phục vụ ta. Họ sẽ đứng trước mặt ta để dâng mỡ và huyết. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Đó là những người sẽ vào nơi thánh ta, đến gần nơi bàn ta để phục vụ ta và thi hành công việc của ta. Khi họ vào các cổng của hành lang trong, thì họ sẽ mặc áo bằng vải gai. Họ sẽ không mặc đồ bằng lông chiên trong khi phục vụ nơi các cổng của hành lang hoặc trong đền thờ. Họ sẽ đội khăn bằng vải gai trên đầu và mặc quần đùi bằng vải gai đến ngang lưng. Họ sẽ không được mặc thứ vải nào làm đổ mồ hôi. Nhưng khi đi qua hành lang ngoài là nơi có dân chúng, thì họ phải cởi y phục đã mặc trong lúc phục vụ ra và để trong các phòng thánh, rồi mặc áo khác, không để cho áo mình làm cho dân chúng nên thánh. Họ sẽ không cạo đầu, cũng không để tóc dài, nhưng sẽ cắt tóc ngắn. Chẳng có thầy tế lễ nào được uống rượu khi bước vào hành lang trong. Họ không được lấy đàn bà quá hoặc bị để làm vợ, nhưng phải lấy một trinh nữ thuộc dòng dõi Israel, hay là lấy vợ quá của một thầy tế lễ khác. Họ sẽ dạy dân ta phân biệt giữa điều thánh khiết với điều phàm tục, chỉ cho dân ta biết phân biệt điều tinh sạch với điều ô uế. Khi có sự tranh tụng, họ phải đứng ra làm quan tòa và phải xét xử theo phán quyết của ta. Họ phải vâng giữ các luật pháp và các quy luật ta trong mọi kỳ lễ của ta và biệt ra thánh các ngày sa bát của ta. Họ sẽ không được đến gần xác chết kẻo bị ô uế. Tuy nhiên, nếu người chết là cha hoặc mẹ mình, con trai hay con gái mình, anh em hay chị em chưa có chồng, thì thầy tế lễ có thể bị ô uế. Sau khi được tẩy sạch, thầy tế lễ phải đợi 7 ngày nữa. Vào ngày mà thầy tế lễ ấy vào nơi thánh trong hành lang trong để phục vụ tại đó, thì ông phải dâng một tế lễ chuộc tội cho chính mình. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Còn về gia tài để dành cho họ, thì chính ta là gia tài của họ. Các ngươi chớ cho họ sản nghiệp nào trong Israel cả, vì chính ta là sản nghiệp của họ. Họ sẽ nuôi mình bằng những tế lễ chay, tế lễ chuộc sự mắc lỗi và tế lễ chuộc tội. Bất cứ vật gì mà dân Israel hiến dâng sẽ thuộc về họ. Tất cả hoa quả đầu mùa tốt nhất trong mọi sản vật cùng tất cả tế lễ chay mà các ngươi dâng đều sẽ thuộc về thầy tế lễ. Các ngươi cũng sẽ dâng cho các thầy tế lễ bột nhồi tốt nhất của mình để phước hạnh sẽ tuôn đổ trên gia đình các ngươi. Các thầy tế lễ không được ăn thịt của một con vật nào, dù là chim hay thú tự nhiên chết hay là bị thú xé.